Chào tất cả anh chị em cô dì chú bác đến kênh Nhung Cánh Cho Nai nhé. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người thay khóa tại nhà nhé. Khi mà chúng ta khóa của chúng ta bị hỏng thì cái cửa của chúng ta như này, thì mình đây là mình làm clip là mình bán cả khóa nhé. Thì mình bán khóa nó là khóa khóa tất cả dành cho cửa nhôm nhé. À, khóa này nhé, mọi người lắp cho tất cả cửa nhôm được, cửa nhôm sinh pha, nhôm PMA, nhôm răng đi, layer đều lắp được hết nhé. Đó. Đây. Bộ khóa đây. Tí mình sẽ hướng dẫn mình thay. Đây là bộ này bộ mới nhé. Đây là tay inox nhé. Đó. Tay inox. Chốt là chốt đồng. Lưỡi là có bi nhé. Lưỡi có bi khi mà chúng ta trượt vào khung bao thì nó có bi này, nó rất là trơn. Đóng mở nó rất là êm. Đó. Đó. Khóa này thì gồm 3 chìa nhé. Thì ví dụ như nhà mọi người mà khóa chúng ta bị trục trặc, chúng ta bị hỏng mà không không gọi thợ đến thay, mà ví dụ thợ mà thay nó giá cao quá thì chúng ta mua về nhà chúng ta thay. Thay rất đơn giản thôi. Thì mọi người xem clip này hết video mọi người sẽ thay được bộ khóa luôn. Có nhận đàn bà trẻ con thanh niên cũng đều thay được hết nhá. Chúng ta chỉ cần một cái tua vít như này. Đó. Đây là cái tua vít nhá. Tua vít. Đó. Thì mình sẽ hướng dẫn mọi người thay nhá. Ví dụ một cái khóa của mọi người hỏng nhá. Nhất là hỏng cái lưỡi gà này. Hỏng lưỡi gà hoặc là hỏng chốt hoặc là hóc chìa thì chúng ta đều có thể thay được nhé. Đó thì đây mình sẽ hướng dẫn mọi người nhé. Chúng ta tìm cái vị trí, chúng ta có hai con ốc, thường là hai ốc này nó ở trong nhà nhé. Đây này. Đây. Đó. Thứ nhất thì chúng ta tháo khóa ra trước. Đây hai vị trí con ốc này. Con ốc thường thường là cho quay ở trong nhà, trong phòng ngủ mọi người ấy. Đó. Mình sẽ tháo hai ốc này ra. Để rút chìa và rút rút nó khóa ra. Rút tay đi nhá. Đây. Mọi người cứ tháo hai ốc rồi mình nha. Để thay được khóa thì chúng ta trước nhất là chúng ta phải tháo khóa hỏng ra trước nhé. Khóa hỏng ra trước. Thì cái bộ khóa này là mình bán là nó là 300.000 nhé. Thế mọi người, nếu mà mọi người mà muốn thay bộ khóa này mà mọi người gọi thợ vào mọi người thay thì người ta phải lấy mọi người là 500-700 nhé, tối thiểu là 500. Thế mà không biết là người ta chém cho tầm 800, 1 triệu cũng có nhé. Thì mình bán bộ khóa này thì chỉ bán 300.000 bộ nhé, là khóa loại 1 chính hãng nhé, của AG nhé. Để đây. Đó, thứ nhất là tháo nóc ra rồi. Sau đó chúng ta sẽ tháo đến vị trí của nóc này. Đó. Con này nó cò nhé. Mình sẽ quay chi tiết cho mọi người xem. Tháo cò ra. Đó, tháo nhé, chúng để một chỗ. Đó. Khi tháo rồi chúng ta chỉ cần lấy cái lục lăng của nó. Nó chúng ta bắt đầu chúng ta rút tròi nhé. Khi mà tháo được ốc thì chúng ta rút cái này ra. Rút nhé. Đó. Chúng ta rút củ ra. Xong ta rút tay ra. Đó. Rút tay nhé. Đó. Đó. Đây nó như này. Để một chỗ. Đó. Đó, chúng ta rút lõi ra. Gọi anh nhé. Ở đây để mình có hai loại nhé, một loại tay trắng lốc kia và một loại tay đen này. Đó. Tay đen này là 280 nhé, tay đen này là 280, còn tay lốc kia là 300. Ví dụ như một người mà không biết, một người cái này đều nó lại một nhé, là chính hãng này một luôn. Đây nhá, có trông sập trong ấy. Đây có tem này, tem trông hàng giả nhá. Tem trông hàng giả này. Đó. Bộ này nếu mà trên thị trường là ví dụ mà mọi người gọi thợ đến lắp thì nó phải lấy tầm 500. 500.000 bộ nhá. Ví dụ ở trên Hà Nội này có thể là hơn 600-700 có. Nói AG nhá. Thì bộ này mình bán 280 nhá. AG chính hãng luôn.
Đây nói đây. Đó. Tất cả đều có tem nhé. À, gọi loại 1 nhé. Tem chống hàng giả nhé. Thì để thay được chúng ta cũng như kia thôi. Khi chúng ta tháo cái kia ra thì chúng ta lại cho cái nói mới vào. Tháo ra nhé, cho cái mới vào. Cho bình thường thôi, không có vấn đề gì hết. Cho nó mới vào. Tiếp đến trong khóa này nó có cái củ nhé, chốt nhé. Đó, chốt mới vàng đầu mới nhá, chìa mới này. Đó, hàng loại 1 đều nó đều có tem chống hàng giả nhá. Chúng ta cho củ vào, cho củ vào cái vị trí nỗ nhá, đây này. Đó, cái vị trí nỗ này chúng ta cho vào, nhét vào bình thường. Chúng ta cho qua khỏi tay nhé. Đó. Cho qua khỏi tay đúng không? Cho vào. Cái khóa này rất là dễ thôi, ai có thể thay được. Đó. Trong thùng nó có một cái chốt lõi này. Và chúng ta rút từ bên kia sang, xin cho bên sang. Đây nhá. Này nhá. Đó. Kia. Đó. Đó. Tiếp đến cái tay đen bên này. Bên ngoài. Chúng ta cho sang vị trí bên này. Sang vị trí bên này nhá. Đó. Vậy là xong. Xong. Đấy, bộ đen này nhá, đây là bộ đen nhá. Bộ đen này nó khác cái bộ lốc kia. Thì bộ lốc kia mình khoét ở trên này, nhưng bộ đen này nó khác. Đó. Thì mọi người nếu mà nhà khóa nhà mọi người bộ đen thì mọi người lấy khóa này, còn mà khóa lốc thì mọi người lấy khóa kia, hoặc là một khóa nhà mọi người là khóa kim long thì mọi người bảo là hàng kim long, cứ chụp ảnh cho mình. Mọi người vào kết bạn Zalo, mình để số điện thoại trên màn hình nhé. Mọi người khóa như thế nào mọi người chụp ảnh cho mình để mình lấy đúng chuẩn cái màu khóa mới để cái hàng khóa cho mọi người. Mình sẽ báo giá. Mọi người cứ về mọi người thay thôi nhé. Đó. Xong rồi chúng ta vặn ốc. Vặn vị trí ốc từ bên này vào cái vị trí tay bên này để cho nó kéo lại. Nó ôm lại khung bao nhé. Cho nó ôm sát lại khung bao là xong. Vào vị trí con ốc này. Chúng ta vặn vặn bình thường. Đó. Đây này. Đây mình chưa vặn vít nhé. Đó. Đó. Đây khi hộp đây. Đây. Khóa này là khóa Elok 304 nhé. Đó. Tay Elok 304. Khóa này thì mọi người ví dụ mọi người lắp vào ngoài ban công. Ngoài ban công thì mọi người dùng khóa này thì chống nắng mưa được. Đó. Còn cái khóa đen. Khóa đen này. Khóa đen này thì mọi người lắp trong nhà tắm. Đó. Đều được. Còn một cái người lắp khóa kia trong nhà tắm cũng được. Rất là dễ lắp và tháo lắp thôi. Chúng ta chỉ cần một cái tô vít là tháo lắp được tại nhà. Thì mình sẽ để cái số điện thoại của mình ở trên màn hình nhé. Mọi người có nhu cầu là mua khóa thì mình sẽ ship tận nhà nhé. Xin tận nhà cho mọi người. Ví dụ khóa Glock này là 300.000. Mình sẽ ship tận nhà cho mọi người. Còn khóa tay đen kia là 280 nhé. Mình sẽ ship tận nhà cho mọi người. Còn ví dụ mọi người mà hỏng khóa kim long hoặc khóa gì đó thì mọi người chụp ảnh mà gửi vào Zalo cho mình nhé. Kết bạn Zalo, số điện thoại trên màn hình. Mình để mình xem khóa như nào, mình lấy đúng hãng khóa mình gửi cho mọi người nhé. Bao giờ nó cũng rẻ hơn, kiểu gì nó phải rẻ hơn một lửa, mọi người nên nhớ nhé, rẻ hơn một lửa nhé. Ví dụ khóa này mình bán là 300.000 bộ đúng không,
nhưng mà khi mà một người bỏ thợ đến lắp thì nó phải lấy tầm 500 đến 700 nhé, 500 đến 700, tối thiểu là 500 hoặc thì tầm 700 nhé mọi người nhé, nhớ mọi người nhé.